Rồi. Giới thiệu bạn trang sản phẩm Tipet T48S. Đã. Tipet. Em gọi Tipet mà. Đang nhiều bạn đây. Giới thiệu một chút trước. Sản phẩm đặt trực tiếp từ Lenovo sẽ có backing lead này. Mở luôn backing lead. Anh cho xem. Nó không nguyên ở trong trong máy luôn này. Sản phẩm giá rất là tốt. Đây là các thông tin shipping từ Lenovo. Thì tốt. Rồi, khung máy đã. Đây, hàng nguyên siêu, tem logo. Một số khách hàng nói là cái tem này có thể làm giả với nhà đấy, thì có một cái đây là cái phần cái khóa này. Thì bạn nhìn thì nó sẽ đổi màu nghiêng nghiêng một chút. Đấy, nhìn thấy không? Đấy. Và những thứ bình thường là cái thông tin shipping này. Và đây là cái thông tin về serial number, mã máy Pet TMS 20L7002 iOS. Rồi, mời bạn tự tay cu thủ bóc tem. Okay. Thường thì những dòng này nó sẽ có hai tem bên trong, một tem của cái bao bì ni lông nữa. Đây, đó, đội ThinkPad này làm rất là cẩn thận. Bên trong một siêu nữa này. Đây là hàng chuẩn brand new. Tức là nước có một số đơn vị của nó là hàng new, nhưng mà đã mở thùng và bóc tem rồi thì không gọi là hàng new nữa. Đây là hàng gần như được qua sử dụng rồi. Đây là bóc tem quá nữa. Chưa, bạn đã mua máy nào cho mình chưa? Dạ, có chứ. Con Dell Inspiron Companion. Ờ, lâu rồi. Nhìn thấy quen quen. Lâu rồi chứ, anh em mua. Dạ. À, giờ sao em đủ lại thôi. À. Bây giờ lên đời đúng không? Cổng sạc USB-C. Con đấy bây giờ vẫn dùng ngon chứ? Vẫn dùng ngon, người đang muốn thay ổ SSD. À đúng rồi, nên nâng cấp lên SSD. Đấy, nâng cấp lên SSD. Đúng rồi. Ngày xưa thường là thì máy. Thì giá tiếp sao mà lên. Ok, mang lên đây. Bạn có khảo giá sản phẩm này ở ngoài thị trường không? Tham khảo bên ngoài không? Ở Việt Nam thì nó bán ít chỗ bán, em thấy mỗi bên thì view và đẩy giá cũng đắt hơn, đắt hơn. Với cả mua bên này một lần để nên cũng tin tưởng. À, đấy, với lại bên kia cũng không biết là hàng phải nguyên siêu thứ không. Đấy, mình cũng không biết được ấy, mà mình mua bên này một lần rồi thì mua. Bây giờ nó không, nên nó không có chính sách bảo hành toàn cầu nữa.
mới đặt được thịt bếp em, mọi người tới đổi sau nhé. Lâu giờ nó chỉ có bảo hành với một trường hợp duy nhất là đi nước sang Mỹ mua, nhưng mà có chứng minh là passport mình mua vào cái thời gian bay ấy, đúng rồi thời gian mua chứ không phải ông bay lúc nào xong cầm ra đây là còn tôi bảo hành rồi. Và giấy tờ mua hàng bên đấy nữa, vì cái đội bên này là nó đội Lenovo nó thuê một công ty Việt Nam làm bảo hành ở đây chứ không phải là đội của Lenovo chính. Đấu thầu thì ông nào nhận được thì công ty đấy sẽ đứng ra bảo hành ở đây. Chung giá rẻ hơn. Nhưng nó bỏ nó sờ nó bị sờ để cái vân tay nhiều. Cái hàng laptop bình thường họ chủ yếu toàn bán e, nhưng mà giá nó tốt hơn. Cho tôi hình nhá, coi năm thế hệ 8 này, 28GB, ổ cứng là 256, 256 mới 257. Đi thì toán cho em cái này. Ok chưa? Tôi giải mình Full HD nhá, 90x1080 này. Muốn chia ổn được không? Đây là chia. Bởi vì nếu mà chia thì chia nên chia luôn, bởi khi mà bạn active Windows rồi ấy, thì nó sẽ không chia được theo ý mình đâu. Nó bạn chia đôi hoặc là dung lượng nó sẽ bị fix cứng. Thường cái này thì bạn chia đôi là đẹp. Nó để một ổ 100GB đi, còn lại là ổ hệ điều hành đẹp nhất nhá. 1024 xin cảm ơn.